Xin chào các bạn, tôi là ông Thành Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm từ ong mật và vật tư nuôi ong. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một vấn đề mà hầu hết các anh chị đã từng nuôi ong với chiếc thùng tự chảy mật, hoặc có ý định nuôi ong với thùng ong tự chảy mật, đều rất quan tâm. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về sự hình thành thùng nuôi ong với thiết bị tự chảy mật này. Sau 10 năm nghiên cứu, hai cha con người Úc, Stuart và Caesar Anderson đã nghiên cứu và đã phát minh ra được thiết bị lấy mật này, khai thác mật ong trực tiếp từ tổ ong mà không cần mở nó. Có nghĩa là việc thu hoạch không còn bằng công việc kéo dài, nhiều giờ liền với công việc nặng nhọc và thiết bị chế biến đắt tiền. Đây là phương pháp thu mật truyền thống, trải qua các công đoạn và tốn kém thời gian và công sức. Sau khi mật ong đã lấp đầy và đóng nắp, vặn chìa khóa và bên trong các tế bào tổ ong tách ra, tạo ra các kênh cho mật chảy xuống trong khi ong vẫn không bị xáo trộn, vẫn bình thường trên bề mặt tổ. Bạn chỉ việc quan sát khi mật ong nguyên chất chảy ra khỏi tổ ong và vào lọ của bạn, không lộn xộn, không ồn ào. Thiết bị nuôi ong tự chảy mật thực chất là một tổ ong được thiết kế lại nhân tạo hoàn toàn và có gắn các vòi dẫn mật ra ngoài. Cấu tạo những lỗ tổ ong có hình lục giác giống như thật được chế tạo bằng nhựa và đặt trong tổ. Khi đã tổng hợp xong mật, ong sẽ lấp đầy mật vào những lỗ tổ ong này. Sau đó chúng ta khai thác, mật ong chảy từ các lỗ qua ống dẫn và đi vào lọ đựng mật ong bạn đặt bên ngoài. Thiết bị nuôi ong tự chảy mật này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nghề nuôi ong. Thông thường, người nuôi ong phải mặc quần áo bảo hộ hoặc làm choáng đàn ong bằng khói. Lấy tổ ong ra để khai thác mật và như vậy sẽ mất nhiều thời gian, khiến đàn ong bị rối loạn hoặc có thể bị chết. Với thiết bị lấy mật này, người nuôi ong có thể tiết kiệm gần như toàn bộ sức lao động trong việc thu hoạch mật ong. Và đó là tất cả những gì cơ chế hoạt động của thùng nuôi ong tự chảy mật. Tuy nhiên để làm được điều này, phải cần một kỹ thuật chuyên nghiệp mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở video sau. Và tiếp theo đây là những mô hình nuôi bạn có thể tham khảo. Nhớ ấn like và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo.